Чем чичень в Вьетнам. Самую необычную проверку. Các nhà thiết kế của chúng ta đã nhận được một yêu cầu khác thường, chế tạo ra những biến thể dành cho du kích chiến đấu trong thành phố chỉ với một năm. Đây là thứ làm cả thế giới phải bất ngờ ở Việt Nam. Vâng, nó đã được chế tạo ra cho Việt Nam. Vâng, bởi vì người Việt Nam rất sáng tạo, họ nảy ra ý tưởng sử dụng ống phóng đơn để phóng từng viên đạn một. Việt Nam попросил помощи у советского правительства. И возникла идея применить одиночные снаряды с одиночных пусковых установок. Вы спросите, зачем? Các bạn có thể thắc mắc vì sao người Việt Nam sử dụng biến thể Grad nòng đơn? Bởi vì nó có thể dễ dàng ẩn nấp trước quân Mỹ. Họ có thể giấu nó ở bất kỳ đâu, trong đầm lầy, dưới sông, chôn nó dưới đất. Và khi thời khắc đến, hàng trăm dàn phóng sẽ được lấy ra và bắn đồng loạt vào sân bay của Mỹ.